10 làm găm hay ha. Trời mưa lắm găm. Sao nữa? Con gái có chồng. Sao nữa? Ê, trời trời trời. Rồi. Biết cái chăm có trái. Đó, tim lên kìa đó. À có tim. Cả nhà ơi có tim, tim dữ rồi, tim dữ rồi. Ngủ chưa giờ không đã hả? Ngủ rồi đã. Vậy mà nói là chưa, tao ngủ được giấc quá dài quá đã. Mắt quay cá không ngủ. Ôi hả? Mới xong nãy. Hello cả nhà. Hello cả nhà. Này uống gì đi hai? Uống nước đá lạnh đi. Đâu cho coi. Nay không có đá lạnh mà cũng để uống hút đồ dữ vậy. Bơm cho nó đã. À dạ, uống cho nó đã khác à. Rồi, đây đi. Rồi. Cái đầu phao của mình đằng đó nha. Đó, kế cái bè có con chó. Nó hay sủa mình lắm. Chà đường ngọt dữ vậy. Ủa chà đường hả? Mày nghe lời ổng. Chà chà đường. Trời ơi, cái này vũ em nữa chứ. Mày vũ hoài luôn không? Mới nghe chị hai giới thiệu chà đá. Ôi, nước đá lạnh đi, chà đường. Tao em cả đá lạnh chứ nó chổng nghe hả? Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh 66 TV. Chiều nay anh chị em mình đi cuốn lưới neo cả nhà ơi. Nãy thả mấy giờ hai? Ừ. 3 giờ quá. Mấy 3 giờ. Vậy là mình ngâm cũng được gần 4 tiếng rồi cả nhà. Vậy này 6 mấy à? Khoảng 4 tiếng hơn rồi đó. Hướng ở dưới Mỹ Thuận chuyển mưa đen thui lùi luôn. Qua trận đen. Hên là gió nam cái nè. Cái này nam nên thổi về dưới. Chứ gặp mấy bữa mà gió chướng mà chuyển mưa kiểu này là rung rinh đó. Còn hướng ở trên Sa Đéc thì mặt trời đang lặn cả nhà ơi. Trời còn ẩn đỏ nè. Nói chung mưa hướng gió nam thì ở trên đây chống trời thì mình khỏe. Có thu à? Kêu đàn xuống đây thả nè. Có lưới gì ha. Để coi hôm nay dính con gì đầu tiên nè. Gỡ cục kém hay không? Những con nước lưới mà buổi chiều như vậy nè, thì mình kéo mát lắm, khỏe. Nói chung là khỏe về thời tiết thôi, chứ còn về cái sức để mà mình kéo lưới hàng ngày thì cũng y chét nhau, y gan vậy. Lưới mà kéo nặng hay nhẹ là cũng hên xui lắm. Có bữa thì nhầm bữa mình bổ những cái bến nó hiền á, nó đỡ dính gốc. Đó, chó sủa, có cái cày nè. Ủa, này dễ cho bà hả? Chưa có cốc cá sủ chị, trời ơi. Bà kéo dính con gì coi chị hai. Cũng quá hết
Nãy lúc anh em mình đi thì em Đạt cũng ra sông để thả cá thu cái nè. Nãy có dặn nói rồi nào có dính cá thu cho lại quay ghé chứ. Cái hồi các em nó có dính cái nó chạy lại quay cá thu cả nhà coi nha. Tao điểm cái cốc rồi đó chị Hai ơi. Xíu nữa còn gắt quá. Nó tim lên kìa nó. Ê có tim cả nhà ơi, có tim, tim dữ rồi, tim dữ rồi. Cái cày tới đây có cái cày. Điểm mày điểm cái cốc không mà nãy chó sủa quá chắc cái dính cái cày trước chị Hai ơi. Rồi đúng rồi, nó sủa nữa nè, dính nữa đó. Cái cày này bự như thế nhỉ, 2 ký mấy á. Mình mở hàng con cá cày. Ở đây ít cá cày lắm vậy. Cốc không? Cốc cá lăng dồ. Có điểm gần bè này hay dính cá dồ cái nè. Đó. Gì đây? Cày nữa kìa. Thấy không? Rõ ràng cho mới dính con kia chó sủa liền. À, cá mè. Rồi. Có không? Rồi. Con cá mẹ nó mạnh lắm, thấy vậy đó. Con đó chừng 3 ký gì. Trời ơi cả nhà ơi, ủng đó. Con nó chưa tới số à. Rồi được 2 con nghe cả nhà. Thấy đuôi đỏ đỏ à, biết cá mẹ. Cá mẹ mà lưới neo này cũng ít chứ nó bự lắm mà. Cái nhỏ nhỏ bắt được. Tôm tôm tôm. Tôm càng thì tôm thiệt chứ không có càng tôm. Nó kêu tôm càng mà không thiệt sao được, còn kêu càng tôm là kêu chắc rồi nha. Đâu đưa lên chụp hình đây. Đây okay. Là con tôm càng. Ok. Chứ không phải là càng tôm. Vô được. Ừ, khúc này nó cá nó đâm một cái 3-4 con lượt luôn ta. Ủng quá. Không ăn cá mè đó chừng 3-4 ký thì bán chắc cũng được 50-60 ngàn gì trời ha. Trời không sao. Con gì à, con gì kìa. Ở xa hả? Còn nó còn ngọt ngọt ngọt, nó còn ngọt ngọt kìa. Ốc ngọt ông bốn cái họng đó sống không chết thiệt à. Hay nữa ok hay hay. Một cái chân gì kìa. Để lụm sót. Thấy không? Không có gì chơi kìa. Ừ, sao nói cái lưới này hấp dẫn mà. Cái lưới hấp dẫn rồi mà. Gắn lên, gắn lên. Mong có cá cả nhà ơi. Mới có mấy con à, chưa đủ sổ phí hôm nay đâu. Cái cày phải đáng dính dính còn 5-6-7 ký. 6-7 ký con một là thấy khỏe rồi đó. Đủ sổ phí rồi đó. Cái mình dính thêm vài con tôm rồi, vài con ba sa nữa là thấy ngon rồi. Dắt lưới nó thành công lắm rồi. Cày nãy con nhỏ quá. Mấy bữa nay
nước mạnh như thế này, nên bà con mình ở đây cũng nghỉ không có ai giăng. Bữa nay anh em mình kêu là giăng lưới bổ gán cả nhà. Ủa vậy hả? Rồi rồi. Mình bổ gán, mình bổ trong bờ nữa nè. Dưỡng nữa rồi. Mong rằng lần ủi này mình dính về con cá đi. Trời ơi. Ủi lên cái bộ khủng luôn rồi. Có bọc khủng rồi nhưng mà chưa có khủng nha cả nhà. Gần hết lưới rồi, mình mong dính con cá sủ bự là được rồi. Vậy này chỉ mong cá sủ bự mới cứu vãn được tình hình thôi cả nhà ơi. Đang lỗ. Lỗ sổ phí, lỗ tiền dầu, lỗ công cán, lỗ lứ, lỗ còn lỗ gì nó không nói luôn rồi. Hả? Lỗ trà gì? Lỗ trà đường nữa. Trà đường này quậy hơi ngọt. Đó. Trời ơi, bọt. Bọt lên nó quặn cũng dữ chứ. Trời ơi anh mừng kìa. Dính con cá cày mà ông làm như dính con cá sủ quá chị hai. Dính rồi con này cá dính dữ lắm rồi. Quả lắm mà. Dính con cá mừng lại chảy cá mè. Thì đó, trời ơi chị đừng có nhắc đau lòng. Có độc ha. Dính cái chó mừng chảy cá mè không? Nói chung có cá nhỏ mới có cá bự cả nhà ơi. Hy vọng dính thêm con bự nữa. Con này nhỏ, này chừng hơn nửa ký vậy. Cái này cái cày đi ra cũng giữa xong. Cái cày nhỏ ra giữa xong luôn nha hai. Ở đây gọ thôi chứ đâu có gốc hết ta. Ê. Bà xa. Ê cũng bự nha. Đỡ rồi cả nhà. Thôi bởi vậy gom góp cả nhà ơi. Dính được con ba xa. Bà xa đó ký gửi không? Ký gửi được á. Em cân bằng mắt mà. Cân điện tử bằng mắt. Bởi vì cá nó dính lưới cả nhà, nó cũng phải lăn lộn, nó tìm cách nó thoát thân chứ. Quấn dữ lắm, nhiều mặt lưới lắm. Ba sa này dính chừng 4-5 con là sáng ra chợ bán là vừa hết trơn ha. Vừa lắm luôn á. Còn nếu mà nhiều nữa mình phải đi cân mới hết cả nhà ơi, chứ ở chợ nông thôn mình bán không có nhiều được. Bữa nào nhiều lắm cũng 10 con chứ lại ở chợ đó nha. Khi mà mình dính được chừng vài chục con thì mình phải đi cân mối. Mình nói chung bán lẻ thì mình bán có giá hơn. Cân mối cho bạn hàng thì mình rẻ vài ngàn á, vài ngàn một ký, mà nhiều khi bữa đó mình trúng mấy chục ký, mấy trăm ký ra nhiều tiền lắm cả nhà. Quấn dữ ha.
Anh coi nó lăn vòng nào đó, anh lăn ngược lại cho anh hai. Nè ha. Vô nó khuấy đảo cái đục này nè. Đó, 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 qua xa là vô là vậy đó. Đó. Cuối cùng có cái sủ hay hai. Đó. Đó. Sủ lên càng tôm lên. Cuối cùng có cá sủ nè cả nhà. Trời ơi cá dội. Cá dội ở phía bên. Đừng coi cá sủ nhỏ cả nhà ơi. Nó nhỏ quá nhưng mà nó chết rồi, không không thả được. Đuối quá đuối à. Nè có cá thu hay gì nè, chạy lại dữ rồi. Cuốn rồi. Sao à? Cuốn rồi, cuốn rồi. Đang chạy lại nè. Rồi hồi hộp thì chờ đợi nha cả nhà. Nãy có dặn em Đạt mình nó có cá thu là chạy lại quay ké nghe đã. Đó, thấy anh chạy lại rồi kìa. Hy vọng nha. Nhà đừng rời mắt khỏi màn hình. Không chừng mình dính mình quay được con cá thu nè. Em Đạt có dính đó. Sao? Sao ơi, sao ơi? Hả? Con gì? Trời ơi. Cuốn chưa? Rồi. Con gì? Không có gì. Không không học trò luôn hả? Cái gì? Ừ, nãy tóc đẹp trai nha. Hello, hello mọi người. Cái gì? Hồi nãy lúc em đi văng á, lúc em đang văng luôn á Đạt, anh thấy anh với hai thấy cá thu nó rượt đớp mồi nó, anh hai chỉ điểm rồi đó, là đó tha thả đi rồi. Cầu thủ số 7 nó còn la luôn ta hả? Thôi vô thả thôi trễ. Thả chỗ nào? Xíu không? Ngoài cái bạn xíu à. Ngoài cái bạn cá rồi, chúc may mắn nha. Ê, ê, chỉ điểm là một hồi có là lợi cho quay ké nữa nha. Không dám đâu, chặn chặn cái đầu dàm lại về à. Dễ về lắm. Rồi bữa nay dính cũng nhiều mặt cá lắm nha cả nhà. Dính cá cày nè, ba sa nè, cá sủ nè, tôm nè. Hồi nãy dính con cá mè luôn nhưng mà nhảy bể lưới đi rồi. Dính nhiều con chứ. Bữa nay không có bự thôi. Mưa làm gầm hay ha. Trời mưa lắm găm. Sao nữa? Con gái có chồng. Sao nữa? Ê trà trà trà. Rồi. Biết cây châm có trái. Bà cậu đồ anh em con cái sổ chừng ký gữ luôn đó. Gom góp bà cậu ơi. Gom góp nhiều con cộng lại. Hấp lứ rồi mình chỉ áo ướt có bao nhiêu đó thôi cả nhà ơi, cho anh em mình đỡ rồi. Anh hai chị hai đỡ rồi. Lên con cá trình kìa anh hai ơi, chị ghen cá trình không? Cá trình nó cũng dài cái đó đó, cũng bự cái đó đó. Dính cá trình.
Nói chứ cá trình mà nó dính vô lưới này là nó rộng cái là bứt bể lưới, đứt lưới chờ rồi nha. Nó mạnh lắm. Ê, có cá kìa. Ủa, hoa cây, cây với bọt. Con cá trình nó mạnh lắm đó nha. Anh hai hồi trước đi thả lưới bông lau á, thả lưới cái bông lau và lưới chỉ á, mà khi mà nó dính nó rồi lên xuồng rồi mà nó còn rồng mà bể lưới, nổ lưới mà. Bà hai qua tay bà hai là gì không đó? Nhiều chứ ai chết. Ừ. Rắn thì nó gượt từ trên bờ nhảy xuống xuồng. Rồi cá bóng á, thì 4 con, 6 con còn 4 con. Vậy không đó. Không biết ai đi vô á, nó xì quẹo vô. Kêu. Cá trình 7 kg đó 14 kg. Rồi. 7 cộng 7 nhiêu? Rồi, thì 7 cộng 7 là 14. Đúng rồi. Thì 7 cộng 7 là 14 nhưng mà con cá đó người ta có 7 kg mấy à. Mà nó 14 kg. Ê, ok nữa ha. Tơ ổ càng tôm cũng gần hết lưới rồi cả nhà ơi, nhưng mà ba cái nhánh trà với lại bông lau bọc ni lông nó còn đeo bám quá. Cá nó không đeo bám mà mấy này đeo bám thiệt chứ. Trời ơi nữa kìa. Để em nghiêng bên kia đó. Ngày bữa dính ngày đóng trà rồi. Trong khi anh chị đang gỡ mấy đóng trà, trong đóng trà lại có một con hoa sa cũng được. Niềm vui nhỏ nhỏ cả nhà ơi. Giống như nãy giờ gỡ bọc, gỡ cây mà cậu trả công được con cá ba sa nhỏ. Ba sa còn sống. Hồi nãy lúc đầu lưới cũng được con cá cỡ đó. Mà con cá hồi nãy chết. Trời ơi, nó bị quấn quá trời nhiều mặt lưới rồi. Nằm im đi, nằm im đi. Đó, thấy không? Nó mừng đó cả nhà, đó cả nhà thấy không, nó mừng. Con cá khi bị mắc lưới á cả nhà, nó bị bó lại, nó thấy tưởng đâu nó đào dữ ai nhẹ đâu, nó còn mạnh lắm. Hết luôn đó hả, lên con cá là cuối lưới luôn rồi cả nhà. Giờ anh em mình về. Dạ. Hôm nay hơi ít cá cũng được, đếm con thì cũng được nhiều nhiều quá nha, nhưng mà vì giá trị bán có tiền hôm nay thì cũng không có được nhiều. Nãy mình được con tôm càng nè, rồi dưỡng gì vậy? Con tôm càng được con ba sa này là trọng trọng à. Sa này được cái gữ hơn ạ. Con cá cậy, cái này mạnh đi. Hai cá cậy. Ơi, con ba sa nữa nè. Hai ba sa. Ba ba sa lại con ba sa lần trước nó chết queo nên chị. Ví dụ đếm. Hả? À, thì đếm hai ba sa. Đếm. Này có đếm không? Con này con cá sấu. Cái sấu này này chiên muối chiên ngon. Muối chiên ngon. Với con này con gì đó? Nãy anh hai nó ba sa hay là dù đếm? Đếm. Sao không thấy đếm? Dù đếm sao có đếm vậy hai? Cái dầu đếm nó lai á. Dầu đốm là phải có đốm chứ. Đốm nè. Đâu nè. À có đốm, có đốm, có đốm. Đúng rồi. Rồi mời có đồ ăn rồi phải không? Đỡ không tiền mua phải không? Hồi nãy lên khúc này tưởng đâu con cá trình không. Coi nè, y ghen không? Y ghen không anh hai? Có được con cá cày này bự nữa. Cái mấy
con cá sấu này. Con gom ra đây, con gom ra đây cho xâm tẩu cái bơi đầu tán lạc mấy bơi đây này con. Anh em mình lù lù mấy con cá này qua đây 1, 2, 3 rồi chóc dạ đẹp à. Đợi chị Hai lấy cái gọng xuống cái nè, anh em mình bắt cá. Rồi giờ anh em bắt cá cả nhà ơi. Con ba sa. Được con ba sa vô gọng nè. Một con tôm vô gọng luôn. Được con tôm. Một con cá chó vô gọng luôn. Vậy đi. 2, 3 ok đẹp. Gom góp cả nhà ơi, gom góp. Ba sa vô gọng luôn. Ba sa. Con chó này vô gọng luôn. Dạ. Chó này vô gọng luôn. Nó đếm con cũng nhiều lắm chứ. Rồi hết chưa? Nó là cái đục cái gọng cái kìa. Có lượm tôm vô luôn ha. Rồi. Rồi, này kiếm được chắc 300 mấy hả? Rồi. cũng được nha. Nãy mình hơi lo, hơi gung gung. Tại thấy nó dính ít quá. Này khoảng 300 mấy. Nhiều con mà gặt cái con không có đúng không có tiền. Dạ, ngay con này không giá trị nhiều. Cá sủ được cá sủ giá trị mà cá sủ nhỏ xíu. Thơm rồi thiệt cảnh. Cá sủ có chút xíu mà nha. Sủ này chừng 300-400 gram. Rồi xong. Đây là tất cả những gì đem lưới hôm nay anh em mình dính được cả nhà ơi. Rồi, thôi giờ Tùng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video này nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai. Bye bye, tạm biệt mọi người. Bye bye.